10 năm giải ảnh báo chí khoảnh khắc vàng báo Nghệ An, hàng chục ngàn bức ảnh dự thi. Những mảnh ghép đa dạng, phản ánh chân thực mọi mặt của đời sống xã hội. Mỗi bức ảnh có một đời sống riêng, là khoảnh khắc không bao giờ lặp lại. Chuông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tọa độ lửa một thời chống Mỹ. Ngắm nhìn Chuông Bồn hôm nay, ít ai hình dung được 53 năm về trước, mảnh đất này đã oằn mình gánh chịu hàng vạn trận bom. Nơi đây cũng ghi dấu những ngày tháng thanh xuân của một thế hệ thanh niên xung phong, sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm. Năm 2011, tại nơi chốn linh thiêng này, nhà báo Trần Hữu Nghĩa đã ghi lại được khoảnh khắc vô giá. Gặp lại ân nhân, bức ảnh đầy xúc cảm về giây phút bà Trần Thị Thông, tiểu đội trưởng tiểu đội 2, đại đội 317, người duy nhất của tiểu đội còn sống sót sau trận bom thù giặc Mỹ trút xuống vào ngày cuối tháng 10 năm 1968. Gặp lại người đồng đội đã cứu mình thoát khỏi đất đá vùi lấp. Nước mắt, nỗi đau, những hoài ức chiến tranh, những đồng vọng quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả được thu gọn trong ống kính. Bức ảnh gặp lại ân nhân đã được trao giải nhất tại giải ảnh báo chí khoảnh khắc vàng báo Nghệ An mùa giải đầu tiên và vinh dự đạt giải B giải ảnh báo chí quốc gia năm 2012. Cũng trong mùa giải ảnh khoảnh khắc vàng năm đầu tiên, tác giả Trần Cảnh Yên là một trong hai tác giả đạt giải nhì với chùm ảnh Săn bẫy cò ở Diễn Thịnh, Diễn Châu. Năm 2016, tác giả vinh dự được trao giải nhất với bức ảnh Giải cứu cá voi. Bức ảnh này sau đó cũng liên tục được vinh danh tại nhiều giải ảnh uy tín trong nước, khu vực và thế giới. Suốt hàng chục năm là cộng tác viên thân thiết của báo Nghệ An và 10 mùa giải khoảnh khắc vàng không năm nào vắng mặt, tác giả Trần Cảnh Yên thể hiện sự dày công trong săn tìm những khoảnh khắc ý nghĩa. Niềm đam mê nhiếp ảnh, động lực từ giải ảnh khoảnh khắc vàng báo Nghệ An, nơi gửi gắm tôn vinh những bức ảnh giá trị, đã thôi thúc tác giả Trần Cảnh Yên không ngừng bước trên hành trình ghi lại lát cắt đẹp của cuộc sống. Tôi là người rất là may mắn là cũng được là tham dự cái giải đầu tiên, và cho đến bây giờ đã qua 10 năm thì thấy rằng là đây là một cái sân chơi thật sự là bổ ích để cho các cái tay máy chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp thỏa sức là sáng tạo, thể nói có một chút thành quả trong cái nghề nhiếp ảnh, cùng từ cái giải khoảnh khắc vàng này, từ cái sân chơi ảnh báo chí mà mình mở rộng ra cái kiến thức về nhiếp ảnh. Cũng như tác giả Trần Cảnh Yên, đồng hành hàng chục năm cùng báo Nghệ An trong vai trò cộng tác viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Hải có thật nhiều kỷ niệm đặc biệt. Từ giải khoảnh khắc vàng đầu tiên được phát động năm 2011 cho đến nhiều mùa giải sau này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Hải là thành viên ban giám khảo, đã làm nhiệm vụ cầm cân nảy mực tại nhiều giải ảnh uy tín trong tỉnh và cả nước. Song nghệ sĩ vẫn phải công nhận rằng giải khoảnh khắc vàng có những điểm nổi bật riêng, thể hiện sự chuyên nghiệp, công tâm trong chấm giải. Cái tính chuyên nghiệp rất rõ từ cái khâu tổ chức cuộc thi, khâu tổ chức thẩm định ảnh của báo làm rất tốt, mà mình cho rằng ngang với hội nghị chính ảnh Việt Nam tổ chức các cuộc thi quốc gia. Khoảnh khắc vàng cũng chấm online từ năm 2010, năm 2014 gì đó, 13 gì đó, cho đến bây giờ những khoảnh khắc vàng hàng năm ấy là người các tác giả người ta gửi đến là 1.000 bức ảnh, hơn 1.000 bức ảnh. Bây giờ hơn 1.000 bức ảnh đấy mà 6 quốc gia là hết bằng tiền, nó lãng phí ghê lắm. Cái thứ hai là chấm online nó có một cái nó có một cái tính chuyên nghiệp và nó có cái hay ấy là hội đồng giám khảo, ban giám khảo là trực tiếp nhìn, tức là cùng nhau trực tiếp xem một tác phẩm, chấm một tác phẩm và có cái nhìn nhận, có cái đánh giá, có một cái điểm chung của. Chặng đường 10 năm giải ảnh báo chí khoảnh khắc vàng báo Nghệ An ghi nhận hàng trăm tác giả với hàng chục ngàn tác phẩm dự giải. Những tác phẩm bám sát đề tài thời sự, những diễn biến lớn của đất nước, những sự kiện nóng trong đời sống xã hội. Để có được khoảnh khắc vàng trong nhiếp ảnh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Với thể loại ảnh báo chí lại càng khó hơn gấp bội. Tuy nhiên, 10 mùa giải khoảnh khắc vàng
có thể thấy rõ ngày càng nhiều tác phẩm dự thi nâng cao chất lượng tay nghề không chỉ trên góc độ kỹ thuật, bố cục, làm chủ thiết bị, mà hơn cả còn khẳng định ý thức, tinh thần lao động, sự dấn thân của các phóng viên, nhà báo, những người cầm máy chuyên và không chuyên. Tính khởi dậy nhất vẫn là khởi dậy cho những người làm ảnh không chuyên. Khởi dậy lắm, sôi động lắm, người ta cũng hào hức lắm. Thứ hai là được trao đổi nghiệp vụ lẫn nhau. Thì chính những người người ta cầm máy bình thường, người ta không phải là chuyên nghiệp, nhưng mà người ta lại được họ học hỏi từ đó. Và đặc biệt là khi những cái lúc chúng ta chấm giải thẩm định tác phẩm, chúng ta mời các tác giả đến để cùng tham dự, đến để cùng khen. Đây là một cuộc trao đổi nghiệp vụ, đây cũng là một cái cuộc để chúng ta trao đổi với nhau, chúng ta rút ra những cái gì hay, những cái gì dở. Đấy là một cái cuộc bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, đây là sâu sắc. 10 mùa giải khoảnh khắc vàng báo Nghệ An cho thấy những thay đổi rõ nét về công tác tổ chức cũng như tính chuyên nghiệp trong chấm chọn. Với tiêu chí xuyên suốt là tôn vinh những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất về mọi hoạt động của quê hương và con người Nghệ An, có nội dung phù hợp với văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục của Việt Nam, ban giám khảo cuộc thi đã rất nhiều lần phải cất não để lựa chọn những tác phẩm thực sự thuyết phục. 10 mùa giải khoảnh khắc vàng cũng thể hiện nỗ lực của đơn vị tổ chức trong việc tới gần hơn với những tiêu chí của thể loại ảnh báo chí, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, thực sự là khoảnh khắc vàng chứa đựng những thông tin nóng bỏng. Đặc biệt, 3 năm lại đây, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đa dạng các sản phẩm media trên ấn phẩm báo điện tử, giải khoảnh khắc vàng báo Nghệ An có thêm hạng mục video clip thu hút đông đảo tác giả dự thi. Qua mỗi mùa thi, các tác giả chắt lọc được thêm những kinh nghiệm quý giá, khơi gợi nhiều ý tưởng mới để tiếp tục nỗ lực cho ra đời những tác phẩm báo chí đúng nghĩa. Với tất cả sự trân trọng, họ gửi gắm nhiều trăn trở, ý kiến đóng góp để mong giải khoảnh khắc vàng báo Nghệ An ngày một hoàn thiện hơn. Thì báo Nghệ An tổ chức tập huấn chuyên đề vào dịp đầu năm để cho những tay máy không chuyên có thể xác định được thế nào là ảnh báo chí và thế nào là khoảnh khắc trong ảnh báo chí, để có cái sự tập trung về mặt mỹ cảm cũng như là nội dung thông tin để truyền đạt đến độc giả. Sau cả cái cuộc thi này, các cuộc thi tham dự thi cái giải khoảnh khắc vàng này, sáu cuộc thi đó thì có một cuộc tọa đàm mà nhỏ với các cái tác giả được dự tréo đó hoặc là tham dự đó, để cùng với các anh em phóng viên, cùng ban tổ chức, cái ban giám khảo trao đổi. Tôi cũng mong muốn trong thời gian sắp tới, báo Nghệ An sẽ tổ chức những cuộc hành trình về với vùng đất miền Tây Nghệ An để cho các tác giả có cái cơ hội trải nghiệm và ghi lại những cái khoảnh khắc về cuộc sống, về những cái nét văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số. 10 năm khoảnh khắc vàng báo Nghệ An, những nỗ lực và quyết tâm trong công tác tổ chức, sự công tâm, chuyên nghiệp trong chấm chọn, đam mê và tâm huyết của các tác giả, tất cả đã làm nên những mùa vàng rực rỡ, trở thành nơi hội tụ và tôn vinh các tay máy chuyên và không chuyên, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú cho đời sống báo chí tỉnh nhà.